Hello, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cách nâng cấp phiên bản AppCut cho iPhone nhé. Mình đang test trực tiếp của chiếc con iPhone 13. Nhưng bạn nào đang sử dụng phiên bản cũ thì nó sẽ yêu cầu bạn update và bạn sẽ không thể chơi được. Các bạn xóa cho mình phiên bản cũ đi và tải lại cho mình phiên bản mới. Link mình để trong phần mô tả video. Các bạn bấm vào và làm theo cái hướng dẫn của link để các bạn sở hữu cho mình cái phiên bản này. Và bây giờ thì mình sẽ thực hiện quá trình nâng cấp nhé. Link thì mình sẽ để là link Medify nhé. Nó rất là nhẹ thôi, nó rất là nhẹ và nó rất là mượt. Và các bạn bấm vào và các bạn làm theo cái hướng dẫn của cái link để các bạn sở hữu cho mình phiên bản này. Thì sau khi các bạn tải xong thì các bạn sẽ vào Ensign. Đó, tại đây thì các bạn sẽ bấm vào cái dấu ba chấm cho mình. Các bạn bấm nhập cho mình. Các bạn tìm đến gần đây và các bạn tìm đến phiên bản AppCut mà các bạn vừa tải về. Dung lượng của nó chỉ có 110MB thôi. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào. Thì ngay lập tức nó sẽ hiện lên cái chữ như này thì các bạn sẽ bấm nhập cho mình. Đó, các bạn sẽ đợi nó nhập. Nó sẽ nhập phiên bản AppCut vào máy của các bạn. Và khi mà nó nhập thành công thì các bạn sẽ bấm vào phiên bản AppCut này. Các bạn sẽ bấm giải nén ra cho mình nhá. Các bạn đừng bấm cài đặt. Các bạn cài đặt cũng được nhưng mà nó sẽ ghi là xác minh không toàn vẹn và các bạn sẽ không bao giờ cài lại được cái phiên bản này nữa. Các bạn phải làm theo cái video của mình. Sau đó thì các bạn sẽ tìm vào cái thư mục payload mà các bạn vừa giải nén ra. Các bạn sẽ bấm vào roblox.app cho mình. Các bạn bấm ký cho mình. Đó, các bạn sẽ bấm vào chữ ký cho mình. Tại đây thì nó sẽ hiện ra tất cả những thông số mà các bạn đang sử dụng này. Và các bạn sẽ đợi nó chạy lên đến 100%. Các bạn nhìn nhá. Đó, khi nào nó chạy lên đến 100% thì nó sẽ cho các bạn cài đặt. Thì các bạn sẽ bấm cài đặt cho mình. Thỉnh thoảng cái nút cài đặt này nó sẽ bị lỗi. Nếu các bạn cứ bình tĩnh nhá. Các bạn, nhiều bạn bảo là không cài đặt được là do cái nút cài đặt này nó bị lỗi này. Thỉnh thoảng nó bị lỗi thì các bạn chỉ cần bấm một lần và các bạn sẽ đợi. Đó, các bạn đợi cho mình. Các bạn đừng có bấm nhiều cài đặt nhá. Các bạn bấm dồn dập cài đặt thì nó sẽ bị lỗi và nó sẽ cài đặt liên tục vào máy các bạn. Thành ra là nó rất là lag. Thì mình khuyên các bạn là chỉ bấm một lần và các bạn sẽ đợi. Thì sau khi cài đặt xong thì nó sẽ ra đây này, nó sẽ quay ở chỗ này. Khi cài đặt xong thì các bạn sẽ vào được. Nếu như nó không cho các bạn vào, nó báo là chưa tin cậy thì các bạn sẽ kéo sang, các bạn sẽ bấm vào cài đặt cho mình. Các bạn sẽ tìm đến cài đặt chung, các bạn vào quản lý VPN cho mình. Các bạn tìm đến cái phiên bản Ensign các bạn cài đặt ạ. Các bạn bấm Ensign này và các bạn tin cậy cho mình, tin cậy cho mình cái AppCut này. Nhưng mà cái máy này của mình thì mình đã tin cậy sẵn rồi, cho nên là mình sẽ không cần phải tin cậy nữa. Và bây giờ thì mình chỉ cần vào mình chơi thôi. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Bây giờ thì các bạn sẽ đăng nhập cho mình cái tài khoản của các bạn vào đây. Video sau thì mình sẽ hướng dẫn cách để get key codec và get key AppCut nhá. Mình sẽ không gộp vào cái video này vì mình biết là các bạn vào cái video này của mình, các bạn cũng chủ yếu là các bạn lấy link và các bạn sẽ thoát ra luôn, thì mình sẽ không làm video dài, mình chỉ làm một cái video ngắn thôi. Đến bước này thì tất cả các bạn đều biết cách tải cái phiên bản này thì mình xin dừng clip đây. Các bạn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ video giúp mình để mình có động lực mình làm nhiều video hay và hướng cho anh em xem. Một cái yêu cầu nhỏ nhoi nhỏ thôi. Còn bây giờ thì ok, bye bye, chào mọi người.